Hello. Hi. Chào các bạn. Chào những người mới vào nhé. Xin chào. Hello bé Ngọc. Chào em. Bên này mưa nóng nắng khủng khiếp. Chào nhé. Xin chào mọi người. Chào nhé. Chào mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều thứ sáu thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào các bạn nha. Hello Trần Văn Nam. chào các bạn nha. Xin chào. Chào Lan Hoàng nè. Hoàng Lan hay Lan Hoàng gì đó. Hello Tuấn Lợi Hồ. Xin chào. Hôm nay thì Thuận mới về một cái lô nước hoa toàn là hàng nhập, và tất cả mọi hàng mà Thuận đang sở hữu ở shop á là hàng sách tay không nha các bạn. Là tất cả những cái set, ví dụ như là set 212 nè. Daisy Mark Jacob nè, rồi có những cái loại ví dụ như là Burberry vân vân. Một chút nữa Thuận sẽ cho các bạn xem ha. Những loại nước hoa mà Thuận cam đoan các bạn là rẻ hơn giá thị trường. Thuận không dám nói là rất nhiều, nhưng mà sẽ rẻ ít nhất là phải từ 200.000 đến 300.000 một chai nha các bạn nha. Yeah. Hello Chi Ngô nha, xin chào. Hello bé Thương. Chào bé Thương nha. Chào mọi người. Mấy nay thời tiết ở Sài Gòn mình nó khó chịu kinh khủng ha. Em chào chị Hồng Ánh. Thấy avatar là biết chị rồi. Em chào chị. Mấy nay thời tiết ở Sài Gòn nó nóng kinh khủng. Sáng thì nóng, chiều thì mưa, nước thì yếu. Không biết khu vực của các bạn nước có bị yếu không. Khu vực bên Thuận nước hôm nay nó yếu siêu luôn á. Yếu đến mức độ mà những cái giờ ví dụ như là có yếu không các bạn? Nước ở bên khu vực các bạn có bị yếu không? Ví dụ như cái tầm khung giờ, ví dụ như là giờ vàng là cái giờ mà khoảng tầm chừng, hello con trai miền Đông nha, giờ vàng là cái giờ mà hello Phước Lộc, khoảng tầm từng 7 giờ 8 giờ mọi người bắt đầu đi làm về là nước lên không nổi luôn, nước nó yếu xìu, nhiều khi có nhiều lúc cúp nước luôn, phải khoảng tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu nước mới có lại. Thấy không, bao nhiêu năm nay rồi cứ nói là sẽ khắc phục, uống gì cho mập không anh? Có vitamin à bạn ơi. Hello qua chị. Cảm ơn. Nước hoa. Tăng 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 tăng. Có dầu gội nào cho nữ thơm và mềm tóc không anh? Đây Biotin nè em. Biotin. Cặp này xài rất là tốt nha. Biotin 239 một chai nha. Nó có cả dầu gội và dầu xả luôn nha các bạn. Đây, Biotin ha. Dầu gội này cực thơm và nó giúp cung cấp biotin là cái vitamin B12 đó các bạn, cho tóc nè, cho da đầu là tốt da đầu nè ha. Trị gầu ha các bạn nha. Đây. Nhắc lại quay lại một chút xíu, có bán nước hoa nữa không anh? Có nha em ơi. Nước hoa toàn thân bên anh hết luôn rồi. Bath and Body Works vừa rồi thì anh về cả 100 chai giờ hết trơn luôn, không còn chai nào hết đó, bán cũng 2 tháng. Thì bao nhiêu năm nay thành phố chúng ta cứ sẽ nâng cấp đường thoát nước để mà cho chống ngập lụt, chống ngập. Mới mưa có một trận ngập quá trời. Tiền điện thì lên, nước thì yếu, mưa thì ngập. Ôi sao mệt chết đi. Thôi mình bỏ chuyện đó qua một bên ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay Thuận mới vừa về một cái loạt dầu thơm. Và Thuận nghĩ là trong bán cặp hay mua một chai gọi được không anh? được em, mua một chai gọi cũng được nữa. Nhưng mà nếu mà giới thiệu vitamin dùng đi em. Bên em thì đang có loại vitamin này nè. Đây. 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 Cái cặp cái vitamin này á là dành cho men. Có thể là cái này là cái này có trên 50 nè, cái này cho men trên 50, còn cái cặp
Em không biết là anh bao nhiêu tuổi. Cho men trên 50, cặp này là giống như là thần dược. Có sữa tắm không em? Có luôn anh ơi. Sữa tắm thì bên mình có sữa tắm Cod. Tấm cốt Mỹ, cốt Mỹ nha các bạn ơi. Cái này ở bên ngoài nó có một cái cốt giống như vậy, nhưng mà bên sau đằng trong là chữ Thái nha các bạn. Chữ Thái nó khoảng tầm trăm mấy 200 ngàn chai à. Cái này là cốt Mỹ nha các bạn ơi. Cái này là cốt Mỹ, cốt Mỹ. Cái cốt này là 339 ngàn một chai. Bên Thuận là bán cốt Mỹ, bán đồ Mỹ không à. Cốt này là vừa tắm vừa gội luôn nha, 339 một chai. Thơm lắm, cực kỳ thơm luôn, xài thích lắm. Nếu mà đàn ông mình xài cốt cực kỳ thích nha, vừa tắm vừa gội luôn, 339 ngàn một chai. Rồi, để tư vấn là cái vitamin này. Cái này là cung cấp tất cả những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể chúng ta nha. Nè, nó bổ tim nè ha. Nè, trao đổi chất nè. Này nó có cái khiên đó là nó giúp cho kháng thể của chúng ta, cái đề kháng nó cao hơn ha. Nè, cung cấp năng lượng nè, giúp cho tim mạch nè. Rồi ai mà tập tạ. Dạ ok. Ok Khu Thị Anh, chúc anh inbox cho em nha, nhớ trả lời inbox anh nha. Khu Thị Anh, ok. Và ai mà đang tập mà tập gym á, thì có thể uống cái này luôn nha các bạn nha, cho men ha, tốt cho tim mạch nè, tốt cho máu nè, máu huyết lưu thông nè, tốt cho sức khỏe nè, đề kháng nè, đây thần dược ha. Rồi hướng dẫn giùm em. Ok, còn cái cặp này á, cặp này cũng là vitamin thiết yếu của cuộc sống luôn ha. Cặp này là 539k một cặp. Cái cặp này thì cũng cung cấp những cái vitamin cho chúng ta. Và đây các bạn thấy không, nó cũng ghi giống như vậy. Thật sự là tất cả những thực phẩm chức năng á, thì có những cái loại nó nhiều hãng nó khác nhau, nhưng mà công dụng nó cũng na ná giống như nhau. Thì ở đây người ta ghi rất là rõ ràng cho chúng ta nè. Nè, cung cấp năng lượng nè. Nè, nó có cái khiên nữa nè, là giúp cho đề kháng chúng ta cao hơn, để tránh những cái bệnh tật ha. Những cái bệnh như cảm cúm, những bệnh này bệnh kia, bệnh vặt vặt đó các bạn ha. Các bạn biết là đề kháng của chúng ta cực kỳ quan trọng nha. Đây. Rồi, ở đây là giúp trao đổi chất. Thì khi cơ thể chúng ta nó có vitamin để mà trao đổi chất, thì chúng ta ăn tất cả những cái dưỡng chất á, không phải chúng ta ăn ăn đạm, ăn này ăn kia nhiều thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ được nhiều. Thì tất cả những cái phần vitamin quan trọng, ví dụ như D3 là vitamin B7 hay là những cái vitamin, ví dụ như vitamin D3 đi. Vitamin D3 là một trong những vitamin nó có hấp thụ canxi. Ví dụ như đó, ví dụ như tại sao lúc nào mà tại sao lúc nào mà những cái chai mà nó calcium nó có canxi á, thì nó luôn luôn có vitamin D3 để nó hấp thụ canxi nha các bạn nha. Rồi cái cặp này á, anh ơi cái cặp này là 549 nha anh. Đó 549, cặp này cặp 549 đó, ngày chúng ta uống 2 viên ha, để cơ thể chúng ta khỏe hơn, để cung cấp những vitamin thiết yếu cho cơ thể chúng ta ha. Đây còn cái cặp này, còn cái hũ này á là 759, hũ này của Wanzai Day nha. Wanzai Day hũ này là 759, là nó tốt cho đầy đủ luôn. Hũ này là đầy đủ tất cả mọi thứ luôn ha, đầy đủ luôn, tốt tim nè, kháng thể nè, tốt cho sức khỏe nè, cung cấp năng lượng nè, máu huyết lưu thông nè. Và ai mà tập gym á, uống cái này cũng ok luôn. Rồi bây giờ hôm nay Thuận thì mới về một cái loạt dầu thơm nha các bạn nha. Một loạt dầu thơm. Rồi đầu tiên thì Thuận xin giới thiệu cái chai độ tuổi nha. Cái độ tuổi đó, cái này là người lớn là uống được hết đó anh ơi. Phước Lộc ơi, cái này nhảy mà đàn ông người lớn là uống được hết. Nó ghi chữ rõ ràng đó. Đây đây nè, nó ghi rõ này nè. Hello Linh Nguyễn nha. Hello Xuyên Trung. Có loại sữa nào dành cho tắm không em? Loại sữa nào dành cho tắm là sữa tắm đó, nãy em mới vừa giới thiệu đó anh ơi. Sữa cốt đó. Cái cốt này là cốt vừa tắm vừa gọi luôn á. Mình tắm rồi mình gọi luôn. Ví dụ như đàn ông, còn nếu mà nam nữ thì bên Thuận đang có cái loại mà hàng Pháp nhập về luôn nè. Cái loại rồi gọi con chữ Pháp biết động sao, mình động con check đi ha. Cái loại này là loại hàng Pháp nhập luôn. 339. Hàng Pháp nhập luôn. Cái này nó cung cấp độ ẩm cho da ha. Tắm rất là mượt da luôn nha các bạn nha. Đó, loại này nè. Nó cái mùi này là mùi vanilla rất là thơm. Chưa mở ra nữa nhưng mà thơm lắm các bạn. Rồi có mùi trà xanh nữa nè các bạn, có mùi này mùi trà xanh nữa nè ha. Đây, hàng Pháp nhập luôn nha, hàng Pháp nhập luôn các bạn.
nha, 750ml, 750ml ha. Rồi quay lại cái sữa tắm thì bên Thuận cũng có cái sữa tắm Olay nữa các bạn, sữa tắm Olay nè, Olay nè, Olay, Olay này thì 199k, 199k một chai. Rồi sữa tắm thì có Happy Bed nữa các bạn ơi, Happy Bed của Hàn Quốc nè. Cái này thì nó tặng cho mình thêm 250g, cái này là nửa ký nè, cộng 250g là cũng gần 1 ký đó các bạn ha. Nếu mình xài xong mình lấy cái này mình đổ vô đây mình xài tiếp ha. Rồi cái cặp này là cặp mà bổ sung hết tất cả các vitamin nha. Nè em có ghi nè, nè nó có ghi rõ ràng nè, vitamin A nè, C nè, D nè, E nè, K nè, thiamin nè, B6 nè, B12 nè. B12 là biotin đó các bạn. Biotin B45 nè. Nhiều lắm, calcium nữa nè. Thấy không? Nó giúp cho cơ thể chúng ta tại vì bình thường á các bạn cứ nghĩ đơn giản một điều là như vậy. Vitamin nó cũng giống như là một cái chất xúc tác, là một chất xúc tác để mình chuyển hóa hết tất cả những cái đồ ăn của chúng ta, khi mà chúng ta ăn, khi chúng ta ăn á thì không phải là hoàn toàn nó tất, có những người á cái sự chuyển hóa trong cơ thể nó bị kém hơn những người khác. Các bạn ha, nên là có người ta hay nói là thầy mà gì gầy gầy mà thầy cơm á, rồi có những người ăn nhiều nhưng mà họ chuyển hóa rất là ít nên là họ không có mập được. Hu hu, Facebook kia bị khóa không xài được. Hello Sương Tản, chào tất cả các bạn mới vừa vào nha, xin chào các bạn mới vừa vào nha. Đây cái cặp vitamin này nếu anh cần thì nó sẽ tốt, nó rất là tốt cho cơ thể nha anh ơi. Rồi Thuận vừa về chai Chanel Blue ha. Chai này là 100ml nha các bạn ha. ADT Audit Toilet 100ml là 2,5 triệu nha các bạn nha. 2,5 triệu, chai này 2,5 triệu. Sữa tắm loại Pháp đó dành cho nam hay nữ vậy? À loại đó là dành cho nữ á, mà thật sự nam em bản thân Thuận cũng tắm sữa tắm của vợ thường hoài, cái tắm miết đó mà. Thật sự là thằng đàn ông nó cũng không quan trọng cái sữa tắm, không quan trọng sữa tắm nhiều đâu. Gọi xả mà sữa tắm nó tắm cái gì cũng được. Nó thấy cái gì là nó tắm đó. Không phải đàn ông của chúng tôi, Trần Quốc Hoàng, không phải đàn ông chúng tôi gọi là không chăm sóc kỹ lưỡng đâu, nhưng mà tại đàn ông chúng tôi thường là như thế nào sạch sẽ chứ là được rồi, thường là không có tỉ mỉ vào những cái chuyện mà. Hello Lê Khánh, Chanel của nam hay nữ ạ? À, Chanel này của nam nữ đều được luôn nha. Chanel này nó giống như unisex vậy đó các bạn. Thực sự thì bây giờ có rất là nhiều cái nhưng mà này nam xài nhiều hơn bạn ha. Nó rất là nhiều cái loại, bây giờ rất là nhiều bạn nữ thích xài cái mùi nam, rất là thích xài mùi nam, tại vì mùi nam nó đậm đà hơn, nó quyến rũ hơn và nó có một cái gì đó rất là đặc trưng. Chị đặt một chai sữa tắm Pháp nha. Dạ em cảm ơn chị Trần Xuyên ạ. Chút nữa em inbox anh chị nhớ trả lời giùm em nha, em cảm ơn rất là nhiều. Có những cái loại mà nước hoa của nữ đi thì đôi khi thì nước hoa nữ thì nó hơi bánh bèo chút xíu, nó có những cái mùi hương giống như cỏ, những mùi hoa này kia nữa, nhưng mà nước hoa nam thì thường thường là những cái mùi giống như là hổ phách, những cái mùi nó rất là mạnh, nó rất là nam tính các bạn ha. Có trà giảm béo nè bạn ơi, Thuận mới vừa về trà giảm béo luôn nha. Có sản phẩm giảm cân nha, trà giảm béo công ty dược On Health nha. Một hộp như vậy là 25 gói, và chúng đó một hộp 25 gói, một ngày chúng ta sử dụng sáng gói chiều gói ha các bạn ha. Đó đây Thảo Nguyên ơi, giảm cân đây, trà giảm béo đây. Một liệu trình là 3 hộp thì Thuận sẽ free ship cho các bạn nha. Còn các bạn nếu một muốn uống thử, dùng thử để coi cái hiệu quả nó như thế nào trong vòng cái một hộp này á thì là 330k đây, 330k các bạn ha. Sản phẩm của công ty dược On Health, một trong những công ty mà dược mà nổi tiếng, và công ty nhà thuốc Vĩnh Xuân đó bạn, nhà thuốc Vĩnh Xuân đó, thì nó có một cái nhà máy đặt tại Tây Ninh và họ trồng hết tất cả những cái dược phẩm, những cái cây cỏ mẹ em thích xài mùi nam nè, nó không bị nực nồng, mùi nó nhẹ nhẹ. Đó, đây là con trà công ty dược On Health. Khi mà các bạn trên thị trường hiện bây giờ nó rất là nhiều cái sản phẩm giảm cân, và cái sản phẩm giảm cân trên thị trường hiện nay đa số là nó sẽ làm mình bị mất nước các bạn nha, nó sẽ làm mình bị mất nước, và khi mà đó chúng ta cơ thể chúng ta bị uể oải và sụt ký,
Thì cái này là cơ chế nó làm nó khác hoàn toàn với cơ chế của các cái sản phẩm giảm cân trên thị trường. Thì này nó siết cơ, nó giảm mỡ các bạn ha, nó siết cơ giảm mỡ để sau này nó sẽ không bị tăng cân trở lại ha. Sau khi mà chúng ta dùng 3 hộp sau một liệu trình á, thì khi mà nó sụt cân rồi á thì chúng ta dùng duy trì mỗi duy trì từng hộp từng hộp từng hộp từng hộp để mà cho cái hiệu quả nó được cao hơn các bạn nha. 330k một hộp các bạn ha. 330k một hộp, một liệu trình 3 hộp thì Tùng sẽ free ship cho các bạn nha. Rồi, quay lại cái chai Chanel này. Cái Chanel này là 2 triệu rưỡi nha các bạn nha. Chanel này 2 triệu rưỡi 100ml. Ở trên thị trường thì nó bán khoảng tầm chừng 2 triệu 6, 2 triệu 7 và có chỗ bán 2 triệu 8 luôn nha các bạn. Chanel 100ml. Thì thực sự thì dầu thơm nam á, thì nó có những cái mùi nó dầu thơm nữ thì nó có những cái mùi mình không biết phải nói sao, nó có nhiều cái mùi nó hơi bánh bèo chút xíu, nhưng mà nam thì cái mùi nó hơi nam tính và nó thường thường thì nó sexy chút xíu, nó quyến rũ với nó không có ngọt các bạn ha. Có những cái bạn nữ thì họ thường thì thích dầu thơm nam, có thể là do cái cá tính của họ mạnh, với lại họ cần một cái gì đó mạnh mẽ khi mà người khác mà tiếp tiếp xúc với họ, và khi mà ngửi được cái mùi dầu thơm nó cũng sẽ đoán được một phần nào đó cái tính cách của họ. Thì có lăn nách không em? Dạ có lăn nách luôn nha chị. Đây. Dạ có lăn nách nè chị ơi. Lăn nách Mỹ Gillette 3 trong 1, 5 trong 1. Dạ 139k. Lăn nách. Em cảm ơn rất nhiều nha. Rồi Thường vừa về một cái set, một cái set, set dầu thơm các bạn ơi. Một cái set dầu thơm và bên trong set này mà. Dạ ok chị, chị lấy mấy chai chị để lại nha, chút nữa em comment em PM cho chị nha. Bạn có bán kem trị sẹo lồi à? Không có rồi Lê Thủy Thùy Dương ơi. Rồi Thuận xin giới thiệu lại, Thuận xin giới thiệu cái bộ mà sản phẩm DG Mask Charcoal này nha. Đây cái bộ này là cái bộ mà vừa bên trong nó là nguyên một set các bạn, bên trong nó có dầu thơm nè, nguyên một set luôn các bạn ơi, cực kỳ đã luôn bạn ơi, cực kỳ thơm và cực kỳ đẹp, nhìn là thấy khó chịu rồi, nói thiệt luôn, nhìn là thấy khó chịu rồi. Mở ra cho các bạn coi nha. Đây trời ơi, đó đây ha. Cái set này nè, cái set này nè, đây các bạn ha, đó bên này là shower gel, bên này là body lotion nha các bạn nha. Đây dạ ok em cảm ơn chị Nguyễn Thanh Giang nha. Bên này là chúng ta có một chai nước hoa, bên này là shower gel, nó cũng như là dầu tắm nha các bạn. Ở bên này là body lotion luôn nha bạn ha. Ha các bạn nha. Cái set này hiện nay là chỉ có 2.399k thôi nha các bạn nha. 2.399k set này nè. Đó. Ô, set quá đã luôn ha các bạn ha. Đó. 2.399k, 2399k. Đó, nguyên set luôn các bạn ha. Và cái hộp cũng rất là đẹp. Nếu mà chúng ta có thể giống như đi một cái sinh nhật nào mà của một người yêu quan trọng, một sinh nhật của một cái người mà chúng ta yêu mến, yêu thương, dành tặng tất cả những trái tim cho người đó, thì cái bộ này tôi nghĩ là sẽ đánh gục hết tất cả các cây đa, cây đề, cổ thụ này kia, đánh hết luôn nha ha, chặt hết. Đây 2399 nha các bạn nha. 2399, 2399k. Đây set dầu thơm, tôi xin cho các bạn coi lại nha. Set dầu thơm bên trong nó có một cái body lotion, một cái body lotion và một cái shower gel ha, và một chai dầu thơm. Đó đây các bạn xem kỹ nha. Gần tới sinh nhật em rồi nè anh ơi. À cái set này là set của nữ Bảo ơi. Hello cưng, set của nữ nha. Em xài dầu thơm nữ không? Ý em nói là em muốn mua set này ủng hộ anh để em tặng cho bạn gái em hả Bảo? Đây, cực đẹp các bạn ha, quá đẹp luôn. Thuận nhìn còn mê nữa. Đây, các bạn nha, 2399k nha. Set này 2399k. Đó, 2399k. Rồi. Để một xíu nha mọi người.
Rồi kế tiếp từng có thêm một set nữa, set này là dành cho đàn ông chúng ta nha các bạn nha. Cái set này cực kỳ đã luôn nha, 212 VIP nha các bạn nha. Đây 212 VIP, set 212 VIP đây. Oh party đó, đây set này là 2499k nha các bạn nha. Bên này nè, đây một chai nước hoa và cái body lotion luôn các bạn ha. Đây một chai nước hoa và body lotion, đây các bạn xem ha. Đây set này là 2499k nha các bạn nha. Mắc hơn set kia 100.000 ha. 2499k, set 2499k, 212 VIP nha các bạn nha. 212 VIP. Hello Nguyễn Khắc Bình, cảm ơn cưng nha. 212 VIP là ha, 2499k. Đây. Nó có cả cái body lotion nha các bạn nha. Cái body lotion. À bên này nè. Đó. Đó. Quá đã luôn. Đây. 2499k nha các bạn ha. 2499k. Đây. Thì thuận về tổng cộng là ba cái set 212 và một set DC Markov. Hello. Rồi, kế tiếp là siêu phẩm nữa các bạn ơi. Kế tiếp là siêu phẩm của Tom Ford. Chai này thì hiện nay trên thị trường là 7,6 triệu nha. Cái chai này nó đặc biệt một cái là cái mùi thơm của nó lưu lại đến 12 tiếng lận. Chai này trên thị trường đang làm 7,6 triệu một chai. Bên Thuận bán chỉ có 5.499.000 thôi các bạn ha. 5.499.000. Chai này ở trên nước hoa, trên thế giới nước hoa đang bán 7,6 triệu nha, 7.680.000. Trời em ơi, các bình ở trên này đang nóng được kinh khủng luôn á. Mưa mà đang nóng khiếp đảm luôn. Cái chai Tom Ford, cái chai Tom Ford này nó lưu lại cái mùi hương tới 12 tiếng luôn nha các bạn. Đây, chai Tom Ford 100ml. Tại vì ở trên thế giới nước hoa nó bán cái chai này 50ml không á là đã là 5,6 triệu rồi. 100ml nó bán bên đó họ bán tới 7.680.000. Nãy từ mới lên dò giá mới coi xem á, thì các bạn nếu mà bạn thử search cái Tom Ford Audi Solid Plan này nè. Hello Đình Toàn Vũ nha, xin chào tất cả các bạn mới vừa vào nha. Thì Thuận sẽ đi một vòng nước hoa rồi Thuận sẽ trở lại nha. Bạn nào cần cái món nào, cần cái chai nào thì PM giúp Thuận nha. Thuận cảm ơn rất là nhiều. Đây, chai này nó lưu lại tới 12 tiếng rồi nha các bạn. Nhỏ mà có vỏ đó. Cái chai nó đẹp lắm các bạn. Tại vì nó còn nguyên nguyên son á, Thuận không có mở ra được. Thuận không mở ra được. Không mở được. Nếu mà có ấy thì Thuận cũng mở ra cho các bạn xem. Đây, cái chai nó màu trắng đẹp lắm. Một chút nữa sau khi Thuận like xong thì Thuận sẽ up tất cả những tấm hình và tất cả những thông tin của cái sản phẩm này và để cho các bạn xem ha. cảm ơn Jack nhiều nha. Hello em. Chào. Đây chai này là 5.499.000 nha các bạn nha. 5.499.000. Nếu mà mua bên Thuận thì các bạn có thể chút xíu cho em, cho chị xem kem dưỡng Olay ngày và đêm với Trần Phương Hằng. Ok, xem liền luôn chị ơi. Đây nè, kem này là kem Olay tái tạo da nha. Cái kem Olay mà chống lão hóa đó, xóa mờ nếp nhăn nè. Cái này nó có cái ghi cái chữ mà regenerate á, là tái sinh đó, tái tạo, tái sinh đó các bạn. Đây kem này Thuận đang bán với giá là 499.000 nha các bạn nha. 499k Olay Mỹ luôn. Rồi, ở đây chúng ta có serum tinh chất Olay luôn nha các bạn nha. Serum tinh chất Olay. Cái chai này ở trên Lazada nó đang bán khoảng tầm chừng 400 mấy 500 ngàn gì đó. Bên Thuận bán là 339k. Đây Olay, nó là cái dạng serum mà nó cũng regenerate nè ha các bạn ha. Đây serum regenerate tốt lắm, xài này tốt lắm. Thuận cũng ngựa ấy, cái xài ấy, tốt lắm. Rồi kế tiếp là Thuận có cái Olay nó ghi là hydration active, là nó cung cấp cái độ ẩm á, cung cấp độ ẩm, cung cấp nước cho da chúng ta đó ha. Trắng hồng cung cấp độ ẩm nước cho da chúng ta nè. Rồi nó cũng có cái kiểu này
Nhưng mà chúng ta có thể mà xài ban đêm nè, các bạn thấy có cái mặt trăng này không? Xài ban đêm nè. À, sản phẩm này là 339k nha các bạn. Rồi, Olay này nó có ghi chữ, nó ghi chữ chữ này tiếng Pháp các bạn. Hôm bữa thử sạch đó thì nó cũng có tên rất là kêu nha. Thách thức thời gian. À, cái Olay kiểu như thách thức thời gian. À, sorry các bạn, cái hộp nó hơi méo chút xíu, tại vì cái lúc mà vận chuyển á, lúc vận chuyển tại vì bỏ vào trong cái thùng á thì nó hơi bị, cái hộp nó hơi bị xấu xíu, nhưng bên trong nó vẫn ok, nó vẫn giống như vậy. À, tốt gỗ tốt nước sơn mà ha các bạn nha. Olay Mỹ đàng hoàng nha các bạn. Olay Mỹ có những loại Olay Thái nè, Olay không biết, nhưng mà có những loại thì Olay cũng có Việt Nam mình nữa. À, nha các bạn nha, Việt Nam mình nhập về rồi. Olay Mỹ 100% chánh gốc, mình xách tay về luôn á. Rồi trở lại chai Tom Ford nha các bạn nha. Chai Tom Ford này một những cái mùi mà cực kỳ hot nhất hiện nay ha. Ví dụ như cái mùi này cũng là mùi unisex các bạn ha. Cái mùi unisex là nam xài cũng được, nữ xài cũng được ha. Đây 5499k. Rồi Salvatore, chai này chắc các bạn nữ rành hơn ha. Đây chai này thì đang là 1400k nha các bạn nhé. 1400k, 1400k. Đợi xíu nha mọi người. Rồi, Savatron này là 1400k nha các bạn nha. Savatron 1400k. Savatron 1400k. Đây. Gucci Bamboo 2900k. Gucci Bamboo 2900k. Nhiều lắm. Về dầu thơm các bạn, mỗi lần mà nhập về á, dạ chào bác Trần Vũ ạ. Mỗi lần mà nhập về á, có những cái chai dầu thơm. Có những cái chai dầu thơm á, để khoảng tầm một tháng luôn, không ai hỏi hết. Đến khi mà người ta mua á, là hai ba người dành mua một lượt. Nhiều khi bán hàng nhiều cái mắc cười lắm. Bán hàng thiệt sự là bán hàng nhiều cái mắc cười lắm. Có những cái sản phẩm mà mình để đó khoảng tầm chừng tháng hai tháng không ai hỏi tới đó. Đến khi mà bán được á, tự nhiên cái quá trời khách hỏi luôn. Mà dầu thơm thì bên Thuận thì đa số là dầu thơm xách tay không à, nên là về mỗi, dạ không, cảm ơn bác Trần Vũ, nên là cảm ơn bầm ạ. Nên là mỗi thứ khoảng tầm chừng chai hai chai, chứ bên Thuận Thuận thì cũng không có vốn nhiều nên không có lấy về, mỗi lần là 5-6 chai. Rồi cái khách này mua trước rồi khách kia mua sau, rồi cái giận nhắn tin đi em nói tại sao em đặt trước mà không chịu đưa cho em, rồi em đang cần chai đó. Thì tại vì Thuận nói thật luôn, tại vì bên Thuận á nhiều khi nhập dầu thơm về mỗi lần về lấy về có một chai à, nhiều khi sản phẩm lấy về có một chai à. Có sản phẩm thì lấy về hai chai, ví dụ như cái sản phẩm nào mình cảm thấy mà bán được thì mình lấy về nhiều chút xíu, nhưng mà có những sản phẩm thì mình đâu có dám ôm hàng nhiều đâu, tại vì vốn thường cũng không có nhiều nữa nên là lấy về ít ít thôi à. Nên là khi mà có very sexy không anh? À không rồi em ơi, bên anh không có very sexy rồi. Nên là Olay dùng ngày hay đêm? Cái Olay này tôi nghĩ là dùng ngày quá, tại vì nó cũng không có ghi ngày hay đêm nữa. Chị Hằng ơi, nó không ghi ngày không ghi đêm luôn, thì chúng ta có thể dùng ngày hoặc đêm, nhưng mà tôi nghĩ là nên dùng buổi tối, tại vì nếu ban ngày thì nó sẽ có chống nắng, ví dụ giống như là kem nô 7 nè, ví dụ như là kem nô 7 thì nó có ghi là chống nắng nè, kem nô 7 cực kỳ tốt luôn nha. Kem nô 7 nó ghi chống nắng nè, SPF 30 nè, thì tôi nghĩ là cái này nên xài ban đêm hoặc là chiều chiều gì đó. Chắc ban đêm đi chứ chiều chiều tối tối ai xức kem. Dạ
Dạo này không đi đóng phim mà sao đi bán hàng trên mạng vậy anh? Tại ế phim ế quá nên phải bán hàng trên mạng để nuôi sống bản thân thôi em ơi. Em đã vừa lòng em chưa? Nó sẽ à, nó ghi đằng sau luôn nè nè, mình có thể dùng ngày và đêm luôn nè nè, nó smooth every over your clear face next morning and night. À, rồi nó cho mình dùng ngày và đêm luôn nè. Đây đây, nó ghi riêng rõ ràng. Hello Thanh Nhường, xin chào mọi người, xin chào nha. Đây mình dùng ngày và đêm được nha luôn nha, nhưng mà tôi nghĩ là nếu bạn ban ngày thì chị nên dùng thêm kem chống nắng, dùng thêm kem chống nắng sẽ tốt hơn. Nắng ở Việt Nam mà nắng cháy da cháy người luôn á. Rồi kế tiếp là có Burberry nha các bạn. Burberry 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 1499, 1499, chai này là của nam nha. Burberry 1499, mùi này thơm nha. Burberry 1499k, 1499k. À, các bạn nếu mà một hồi Thuận sẽ up tất cả những sản phẩm lên, các bạn thử search trên mạng đi, các bạn sẽ thấy được là cái giá bên Thuận nó cực kỳ mềm và cực kỳ phải chăng nha. Rồi kế tiếp là Burberry dành cho woman. Đây đây ha, đây cho chị một Olay 499k nhé. Dạ ok chị, một chút nữa em chốt đơn cho chị nha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi Burberry ai được hốt con này giùm Thuận luôn nha, 3799k. Đây Burberry à, chai này 90ml rồi nha các bạn nha. Nha, ở trong này nó có cái body lotion nữa các bạn, ở trong này nó có một cái body lotion luôn nha. Đây nó ghi rõ ràng nè, nước hoa Bellfrim 90ml và một cái body lotion trong này 75ml ha, hai món trong này 3799k, 3799k nha các bạn nha, 3799k. Rồi Victoria Secret, cái mùi này là mùi pearlet ha, các bạn nào mà thích xài những cái mùi mà nhẹ nhàng mà quyến rũ mà cái kiểu mà các bạn biết rồi, tất cả những cái cô người mẫu của Victoria's Secret đó thì thường là rất là nóng bỏng, rất là hot ha. Đó thì những cái mùi mà của Victoria's Secret nó cũng mang dáng dấp của những cái cô, những cái kiểu mà nóng bỏng và hot giống như vậy á, cái kiểu mà rất là sexy. Đây cái mùi Victoria's Secret, chai này là 1299k nha các bạn nha, 1299k. Thực sự cái chai Tom Ford 1299k. Hello Hải Yến nha, xin chào Hải Yến. Và các bạn nào mới vào á, cho Thuận một cái comment nha, để Thuận biết các bạn đang xem live, để Thuận biết được, để Thuận chào nha các bạn nha. Nóng gì mà nóng kinh hồn. Mùa hè đang nóng rồi mà còn tăng giá điện nữa. Má ơi, thì tình khổ. Ok. Sài Gòn có mưa không anh? Có em ơi, Sài Gòn mới vừa rồi mưa một trận rất là lớn nè. Mưa một trận banh sát luôn. Mà ngộ ha, Sài Gòn mình hãy mà mưa là đang ngập, không khắc phục được ha. Không, nhiều khi các bạn ơi, nhiều khi cũng là do, một phần cũng là do dân chúng ta có nhiều khi xả rác bừa bãi quá. Nhiều người tôi thấy không phải là vơ đũa cá nắm, chứ ví dụ như là những cái xe hủ tiếu hay những cái này kia rất là hay đổ rác, đổ thức ăn thừa, đổ này đổ kia xuống cống á, thật sự là không có nên đâu. Đó cũng là một cái phần mà đổ rác xuống cống cũng là một cái lý do mà để mà cho đường nó tắc nghẽn. Các bạn có biết nếu mà bạn có xem một cái phóng sự mà của những người mà họ đi đi nạo vét cống, các bạn, họ đi nạo vét cái cống của Sài Gòn mình luôn nè, những cái quận
dét lên, trời ơi nhiều cái thứ kinh khủng như đó lắm. Thuận xem cái phóng sự đó mà Thuận xem mà Thuận muốn khóc luôn. Tất cả những cái anh đó, những cái anh mà làm những công việc đó, họ có thể nói là những người hùng của Sài Gòn mình đó chứ. Họ làm những công việc âm thầm, những công việc mà có thể nói là không được ai để ý đến, nhưng mình phải cần tôn trọng họ rất là nhiều. Họ nào cũng vét lên và những cái mùi hôi thối, những cái mùi mà rác ở dưới mà kinh khủng lắm. Các bạn biết rác mà nó ở dưới cống rồi, tất cả những cái gì mà chúng ta đem dục, tất cả những cái gì mà chúng ta bỏ thì ở dưới đó, thì bây giờ chúng ta chỉ biết là nên hạn chế, thật là hạn chế phân. Chúng ta nên phân ra rác nào là rác phân hủy được và rác nào là rác không phân hủy được, ví dụ bột ni lông này kia rồi đó. Bây giờ thì tất cả các siêu thị thì họ cũng bắt đầu mà hạn chế bột ni lông rồi, họ sẽ làm lá chuối này kia rồi. Bột ni lông nó cả ngàn năm nó mới phân hủy, bỏ xuống dưới cống là nó mà dính lại cái là nó nghẹt liền. Bột ni lông mà nhiều cái nó còn kinh khủng hơn nữa. Rồi mình quay lại ra. Hello, anh có bán chai dầu nước xanh không? đây chai này đây. Chai này đúng không? Chai này đây các bạn, dầu xanh Singapore nè, dầu xanh xinh 149k, dầu xanh xinh 149k. Hello Hà Thị Lê Xuân, hello, xin chào nha, xin chào các bạn. Rồi tôi xin quay lại một vòng nữa cái dầu thơm nha các bạn nha. Rồi dầu thơm Gucci Bamboo nha các bạn nha. Cái chai này 75ml nha các bạn ha. Gucci Bamboo, chai này là 2,9 triệu ha. Gucci Bamboo, lấy chị 3 chai luôn nhé. Dầu xanh hả chị? Dầu xanh phải không chị Thanh Giang ơi? Dầu xanh phải không chị Thanh Giang ơi? Chị Giang ơi, chúc em vô em chốt hết cho chị nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi Gucci Bamboo, chai này là 2,9 triệu nha các bạn nha. Rồi Thuận đi một vòng nữa rồi Thuận sẽ giới thiệu mỗi sản phẩm mà Thuận nghĩ là tất cả các chị em phụ nữ chúng ta ai cũng thích hết á. Đây Gucci Bamboo 2,9 triệu nha. Rồi cái tiếp là chúng ta có Victoria's Secret. Dạ ok Thanh Giang. Dạ ok chị. Gucci Premium. Bây giờ Thuận chỉ có chai Gucci này thôi Hải Yến ơi, chỉ có chai Gucci này thôi. Còn nếu mà Yến muốn một cái chai Gucci nào khác á thì vào inbox gửi cho Thuận đi. Gửi cho Thuận nha. Inbox gửi cho Thuận cái tấm hình đó nha. Để Thuận xem ở bên kho tổng nó có không. Rồi Thuận sẽ lấy về Thuận lấy về Thuận ship cho Hải Yến nha. Inbox liền cho Thuận nha Yến nha. Thuận cảm ơn rất là nhiều. Rồi Gucci Bamboo, tại vì có những cái hàng á mà Thuận lấy về, Thuận ôm hàng, gọi là ôm hàng đó các bạn. Có những cái hàng mình lấy về và có những cái hàng mà ở trên kho tổng nó có rồi. Ví dụ khách đặt mình lấy về với Thuận cũng có nhiều tiền mà lấy nhiều hàng về ha. Inbox cho Thuận liền nha Yến, anh liền nha Yến ơi. Rồi ok, Gucci Bamboo 2,9 triệu nha các bạn nha. Rồi chai Victoria's Secret ha. Flat Victoria's Secret 1299k. 1299k. Rồi Salvatore Signorina. Chai này rất là thơm ha. 1400k. 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 Chai này 50ml nha các bạn nha. 50ml. Rồi, Burberry. Burberry mà nó có luôn cái body lotion ở trong đây nha các bạn nha. Nó ghi nè. Cái chai này là perfume 90ml. Burberry của này là giống như quá phụ đen nha. Burberry Black mà. Black. Chai này là 3799k. 3799k. Nó cái chai này là 90ml và nó có cả cái body lotion 75ml luôn nha các bạn nha. 75ml trong này luôn. Nè nó để ngoài nè các bạn ha. Đó, hai món. Đó, sinh nhật của bạn gái mà tặng cái chai này là thôi. Đổ liền. Rồi. Burberry của nam các bạn ha. Burberry nam. Burberry nam, chai này 50ml nha các bạn nha. Brick. Ha, chai này cái chai nó đẹp lắm, cái chai nó màu bạc ở trong á.
đẹp lắm. Đây, chai này là 1499k nha các bạn nha. Ở trên Lazada này kia đang bán 1.800.000 á, 1.700.000, 1.800.000 á. Chai này nè, trên Lazada đang bán 1.700.000, 1.800.000 á. Đây, chai này là 1499k nha các bạn nha. 1499k. Rồi. Siêu phẩm Tom Ford. Siêu phẩm Tom Ford. Dạ nghe thầy Hùng ơi. Dạ em chưa xong thầy ơi. Dạ em chưa xong. Dạ. Dạ dạ có gì em gọi, em xong là em gọi liền thầy. Dạ 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 thầy. Dạ dạ dạ. Dạ thầy. Dạ 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 dạ. Dạ thầy. Dạ. Thôi. Tom Ford đó các bạn ơi. Chai này là tất cả những diễn viên mà nổi tiếng ở trên Hollywood đang sử dụng nha các bạn. Tụi nó nói tất cả, tụi xin lỗi. Nói hơi quá. Nói chung là cái mùi này là một trong những mùi mà bên Hollywood đang rất là hot. Tom Ford, một cái mùi mà ở bên châu Âu, bên châu Mỹ đang rất là hot nha các bạn ha. Tom Ford ha. Chai này nó lưu hương này lại tới 12 tiếng rồi nha các bạn. Hơn 12 tiếng lần nha. Lưu hương tới 12 tiếng lần, cực kỳ thơm ha. Tom Ford. Đây, chai này ở trên thế giới nước Hoa đang bán 7.680.000 và ở bên shop thường chỉ bán 5.499.000 thôi các bạn ha. 5.499.000 mua bên thường chúng ta sẽ tiết kiệm được 2 triệu mấy lượng nha. Đây. Rồi. Set sản phẩm của Daisy Machakov. Đây các bạn. Set này là thường đang bán là 2.399k nha các bạn nha. Set này thường đang bán 2.399k. Đây. Nó có hai cái, một cái shower gel, một cái chai nước hoa và cái body lotion ha. Đây nguyên set đó nè các bạn. 2.399k. Nguyên set 2.399k. Nha, một set 2.399k. Rồi. Set 212. 212 VIP nha các bạn. 212 VIP. Đây. Đây, 212 VIP. Nước hoa và bên này nó có cả body lotion luôn ha các bạn ha. Đây. Hello, xin chào. Xin chào mọi người nha. Đây. Đó. Cái set này thuận bán là set này thuận bán là 2499k nha các bạn. 2499k. Đây. Kem răng trên kệ. À cái kem đó là kem Red White Red 3D 159k một cây nha bạn. 159k một cây. Ồ, set này đẹp quá. Mở ra là thấy cái mùi thơm nữa các bạn. Đúng chuẩn luôn á, set này đúng chuẩn luôn á. Rồi, ok. Hiện tại là Thuận đang nhập về một cái lô mặt nạ Pep Plus. Mặt nạ này là của bên Hàn Quốc nha các bạn nha. Mặt nạ là mặt nạ nâng cơ không phẫu thuật. Ở phía bên trong nó gồm 8 mặt nạ, Thuận sẽ mở ra cho các bạn xem luôn. Hello, xin chào nha. Hello, chào Vũ Duy Hưng nha. Đây. Hơi khó mở các bạn. Đợi thử xíu nha các bạn. Đây các bạn ơi, bộ mặt nạ nâng cơ không phẫu thuật các bạn. Cái bộ mặt nạ này á là bộ mặt nạ mà
chúng ta sau khi chúng ta sử dụng á, đây. Hello, xin chào mọi người nha, chào mọi người mới vừa vào nha. Đây, bộ mặt nạ nâng cơ không phẫu thuật. Ở bên trong chúng ta có 8 mặt nạ và chúng ta sử dụng được trong vòng 2 tháng nha các bạn ha. À, mắt kính anh đeo có trồng không vậy? À, mắt kính này hả? Làm gì có trồng em? Vũ Duy Hưng, em muốn làm cộng tác viên với anh thì như thế nào? Hiện tại thì bên anh chưa có nhận cộng tác viên nha em ơi. Nếu mà nhận cộng tác viên thì chỉ có làm một vài sản phẩm thôi. Có những cái sản phẩm mà bên anh nó giá nó chưa tốt. Tại vì khi mà giá nhập vào nó không tốt thì anh cũng chưa có thể nào mà chưa thể nào mà share với lại cộng tác viên được. Anh cũng chỉ là bán lẻ thôi, cũng chưa có phải là cái nguồn hàng mà nó nhập vào mà tốt á, thì bên anh sẽ tuyển cộng tác viên. Bên anh thì hiện tại đang tuyển những cộng tác viên của những cái mặt hàng nhất định thôi. Rồi, tôi xin giới thiệu cái mặt nạ 4D nâng cơ không phẫu thuật này nha các bạn. Mặt nạ 4D nâng cơ không phẫu thuật này hiện tại là đang có mặt rất nhiều những cái thẩm mỹ viện ở bên Hàn Quốc, Hồng Kông và những cái nơi mà Hàn Quốc và Hồng Kông. Và những cái nơi đó thì những ngôi sao mà trước khi họ dự event á, thì họ sẽ sử dụng cái mặt nạ này để mà sau đó thì họ cái cơ mặt của họ sẽ được nâng lên để mà họ sẽ không đụng phải dao kéo ha, họ không đụng dao kéo ví dụ hoặc là chích botox hoặc là những cái tiêm những cái hóa chất vào trong người để mà cho da họ căng ra. Thì hiện tại á, thì họ rất là sợ, nhất là những ngôi sao Hàn Quốc, những ngôi sao mà hiện tại cái thời đại 4.0 này á, thì họ hạn chế và hạn chế cực kỳ. Họ ăn uống nè, họ sinh hoạt lành mạnh để cho da mặt họ, họ uống nước trái cây. Và khi mà họ sử dụng mỹ phẩm đi thì họ cũng phải chọn lọc những mỹ phẩm nào cho thật tốt cho da và không ảnh hưởng đến da của họ và không ảnh hưởng đến sự lâu dài sau này. Thì đây, cái mặt nạ Peplus 4D nâng cơ không phẫu thuật này nó cung cấp dinh dưỡng và cung cấp hết tất cả những dưỡng chất để cho mặt chúng ta được nâng lên một cách đáng kể sau tuổi 25 nha các bạn ha. Sau tuổi 25, tất cả những vết chân chim nè, những cái bọng mắt nè, những cái nơi này nè các bạn. Đó, sau tuổi 25 này bắt đầu xuất hiện. Và sau khi sử dụng cái này thì cái tông mặt của chúng ta nó sẽ được nâng lên. Cái tông da mặt chúng ta sẽ được nâng lên. Mỗi tuần chúng ta sử dụng một mặt nạ. Mỗi tuần chúng ta sử dụng một mặt nạ thì sau 8 hộp là được, sau 8 mặt nạ là 2 tháng các bạn, thì cơ mặt chúng ta sẽ được giữ được 6 tháng. 6 tháng nha các bạn nha, cơ mặt chúng ta sẽ giữ được 6 tháng. Đây, Thuận xin hướng dẫn Centrum for Kids không? Anh Thuận có bán thuốc Centrum Kids. Hết luôn rồi em ơi, anh hết hàng đó luôn rồi. Anh hết hàng rồi. Sau khi chúng ta, đây Thuận xin giới thiệu cho các bạn về cái mặt nạ này khi chúng ta sử dụng nha. Đây, ở bên trong nó có 8 cái chai nhỏ là 8 cái chai tinh chất các bạn ha. 8 cái chai tinh chất. Chúng ta lấy cái chai này ra, xong rồi sau đó chúng ta đổ vào chiếc mặt nạ này. Đây, chúng ta đổ vào chiếc mặt nạ này. Ở chỗ đây nó có cái miếng xanh xanh, bạn thấy không? Chúng ta tháo ra, chúng ta đổ chai này vào trong đây, đổ chai tinh chất vào mặt nạ. Vì đây là mặt nạ gel nha các bạn nha. Thì sau đó chúng ta cầm, chúng ta lắc lên, lắc đều khoảng tầm những 30 giây thôi, khoảng tầm 15, 20 giây thôi. Rồi chúng ta bên này có cây cọ các bạn ha, có cây cọ. Chúng ta quét đều từ bên trong, quét đều ra. Các bạn quét xéo lên nha, các bạn quét xéo lên. Rồi sau đó khi mà dư hết cái mặt mình rồi mà còn dư cái chất ở trong cái mặt nạ gel này đó, thì chúng ta bắt đầu quét xuống cổ, xung quanh cổ, chúng ta quét xéo lên. Sau khi dùng, Thuận cam đoan các bạn, sau khi dùng một mặt nạ đầu tiên, các bạn sẽ thấy da mặt chúng ta khác liền. Nó mịn hơn, nó cung cấp collagen nè, nó cung cấp hết tất cả những dưỡng chất. Và tại vì đây là mặt nạ gel nên là tất cả những dưỡng chất nó hấp thụ thẳng hoàn toàn vào trong da mặt của chúng ta. Nó không phải giống như những cái mặt nạ mà miếng bình thường các bạn ha. Chúng ta nằm hoặc cái nó chạy qua chạy lại, cái này là mặt nạ gel và nó dính hoàn toàn vào trong mặt mình luôn nha. Nó dính hoàn toàn vào trong mặt mình nên khi chúng ta sử dụng là tất cả dưỡng chất nó ăn vào và nó thẩm thấu vào trong da mặt chúng ta. Và các bạn sẽ thích ngay lần thử đầu tiên, Thượng xin cam đoan các bạn nha. Ví dụ như các bạn nữ, một tuần chúng ta có thể xài một cái, hoặc là trước khi đi dự tiệc, trước khi đi một buổi tiệc của người yêu cũ, trước khi đi đám cưới của một người yêu cũ chúng ta cần đẹp nhất đêm nay, thì các bạn sử dụng một mặt nạ. Sau khi sử dụng mặt nạ, sau khi chúng ta đắp mặt nạ rồi, chúng ta trang điểm thôi, và các bạn sẽ thấy được da mặt chúng ta nó mịn hơn bình thường rất nhiều nha các bạn nha. Thường cam đoan các bạn điều đó ha. Rồi ở đây là mặt nạ Peplus 4D nâng cơ không phẫu thuật nha các bạn.
Beyblade 4D nâng cơ không phẫu thuật, nó giúp cho cơ chúng ta, cái cơ chúng ta được nâng lên một cách đáng kể và giữ được 6 tháng sau khi chúng ta sử dụng cái bộ mặt nạ này. Rồi, nghỉ 2 phút, uống nước đi. Cái bộ mặt nạ này các bạn, bên Thuận có đầy đủ những giấy tờ, chứng từ. Đây là một trong những bộ sản phẩm mà lọt vào trong một top 10 bộ sản, top 10 sản phẩm chất lượng giải thưởng Thái Bình Dương năm 2007, năm 2017 và đoạt giải ISO 9007. Là một trong những bộ mặt nạ mà được rất là nhiều sao hàng. Sao Hàn Quốc nè, những ngôi sao trên thế giới, họ trước khi họ đi sự kiện đó, thì họ sử dụng mặt nạ này để cho cơ mặt họ được nâng lên ha, để cơ mặt họ được nâng lên và sau đó thì họ trang điểm. Còn các bạn mà không muốn trang điểm thì cũng vẫn được để mặc mặt bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi một cái buổi tiệc nào quan trọng mà các bạn cần, nói chung là đẹp nhất đêm nay, đẹp trên tất cả các bạn nha. Rồi, đây là mặt nạ Beyblade 4D nâng cơ không phẫu thuật nha các bạn nha. Ở bên trong chúng ta có 8 mặt nạ, sử dụng được 2 tháng, mỗi tuần chúng ta sử dụng một cái. Và sau đó cái cơ mặt chúng ta được nâng lên và giữ được 6 tháng nha các bạn ha. Đây, Beyblade. Và giá hiện nay Thuận đang bán là 1.999.000 với bộ mặt nạ Beyblade nâng cơ không phẫu thuật. Và hiện nay trên Sendo đang bán là 2.400.000 nha các bạn nha. Các bạn cứ sợ thoải mái, các bạn sẽ thoải mái mặt nạ Beyblade và bạn sẽ lên trên Sendo bạn xem 2.400.000 một cái mặt nạ. Và chúng ta mua mặt nạ ở bên bên shop Thuận nha. Bây giờ Thuận đang có chương trình khuyến mãi nha các bạn nha. Mua mặt nạ Beyblade chúng ta sẽ được free ship trên toàn quốc ha. Các bạn nào mua ngay bây giờ, các bạn nào mua ngay bây giờ, mua ngay bây giờ nha các bạn nha. Các bạn nào mua ngay bây giờ thì Thuận sẽ free ship các bạn trên toàn quốc và đang có chương trình khuyến mãi free ship nha các bạn nha. Đây, mặt nạ Beyblade 4D nâng cơ không phẫu thuật. Chúng ta đây có 8 chai tinh chất, 8 chai tinh chất và 8 mặt nạ. Bên này có cây cọ ha. Đó, sau khi chúng ta sử dụng, mỗi tuần chúng ta sử dụng một cái thôi các bạn ha. Nếu các bạn nào sang sang sử dụng hai cái cũng được ha. Ok, đây, Beyblade 4D nâng cơ không phẫu thuật 1.999.000 nha các bạn nha. 1.999.000. Có các bạn có cái tại vì Thuận hiện tại thì cái dòng mặt nạ bên Thuận bán cũng rất, cũng bán rất là nhiều. Thì các bạn nào ở xa thì nếu mà mặt nạ mà các bạn thấy mà nó bị tháo ra cái phần phía này nè các bạn, cái phần mà hộp á nó bị tháo ra là do ở bên bưu điện các bạn. Hello Trấn Cường, là do bên bưu điện họ bắt buộc Thuận cũng phải tháo ra để mà họ xem bên trong là cái gì. Tại khi mà mình gửi thì bưu điện họ yêu cầu mình phải mở cái hộp ra để xem bên trong nó có cái gì. Chứ nhiều khi mình bỏ mấy cái hàng cấm này kia vô người ta không có chịu các bạn ha. Thì khi mà các bạn về thì tại vì về mình cũng mở ra mình sử dụng mà các bạn. Cái miếng này nó cũng chỉ là cái tem mà, cái tem mà đóng cái hộp lại cho nó chắc thôi. Chứ nó còn không có gì hết, bên trong nó vẫn yên nguyên, nguyên vẹn về cái hộp vẫn giống như vậy. Thì bạn về các bạn nào, tại vì Thuận có rất là nhiều người bạn, nhiều khách mua cái này về là họ cực kỳ thích luôn. Họ xài lần đầu tiên, tại vì khi mà nó khô lại các bạn, khi mà chúng ta nằm khoảng 30 phút nó khô lại, cái da chúng ta nó sẽ căng ngược lên nè. Nó là gel mà, nó căng ngược lên nè. Rồi sau đó chúng ta rửa mặt bằng nước sạch thôi. Sau đó chúng ta rửa mặt bằng nước sạch, thôi cái da nó mịn cực kỳ. Thuận đảm bảo da nó mịn lắm luôn. Nó vừa mịn mà nó cung cấp độ ẩm và nó sẽ cho làn da chúng ta nâng lên một tông sau khi sử dụng. Ha, mặt nạ Beyblade 4D nâng cơ không phẫu thuật nha các bạn nha. Hello Thảo Ly, xin chào mọi người nha. Ok, thôi bây giờ cũng là 7 giờ rưỡi rồi. Thuận xin dừng like tại đây nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những cái like, những cái share. Cảm ơn rất nhiều nha. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi chiều thứ sáu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
xin cảm ơn.